Anh chàng này tên là Lưu Tinh, anh ở Đại Lục lên Hồng Kông để mưu sinh. Trong lúc bỏ tiền xu vào để gọi điện thoại thì đồng xu rơi xuống cây bán nước tự động. Vậy là anh Tinh với cánh tay trời cho có thần lực bê cả cây ATM lên. Chú cảnh sát thấy anh Tinh rất giống thần bài Đỗ Thánh nên chạy đến xin chữ ký. Phía xa thì Đỗ Thánh chính hiệu xuất hiện. Anh Tinh đang loay hoay nhìn Đỗ Thánh thì một tên trộm lấy hành lý của anh. Anh Tinh rượt theo tên trộm, chạy đến một đoạn thì bất ngờ tên cướp phản đòn cực mạnh. Anh Tinh dùng tuyệt chiêu nước miếng thần công, phun một phát đầu tiên, tên cướp phản đòn hồi mã thương bằng chính thiêu thức của anh Tinh. Cả hai phun qua phun lại phun tới phun lui, sau cùng anh Tinh tung chiêu cuối khiến nước miếng bay hết hô họng tên cướp. Tên cướp dùng tiểu xảo khiến anh Tinh chấn thương, cơn thịnh nộ anh Tinh nổi lên. Tôi không nhịn được nữa, xin lỗi cha mẹ, lần này con phải ra tay thôi. Lâm Sơn nói, tao đứng đây cho mày đánh, ngon thì đánh đi. Anh Tinh tung một đòn chí mạng từ cánh tay phải thần lực, khiến Lâm Sơn bay ra cả chục mét, lúc tỉnh lại cứ tưởng bị xe lửa tông trúng. Anh Tinh đi tìm lại mảnh giấy có địa chỉ người thân nhưng đã bị mất rồi. Cũng không biết đi đâu nên anh Tinh đi theo Lâm Sơn. Tên Lâm Sơn bố láo, dẫn anh Tinh tới động đĩ, mà lại bảo dẫn tới nhà người quen xem thổi sáo. Cô gái có mỹ danh là Bình thổi sáo tiếp anh. Cô bảo muốn tiếp chiêu với anh Tinh, anh tưởng bở móc cây sáo ra thổi một đoạn. Tới đây thì hiểu rồi. Anh Tinh nhận ra không phải là thôi sáo mà là động đĩ rồi. Bình thổi sáo thấy anh Tinh không có tiền nên cho đàn em vào tần cho bầm mặt. Thế là anh Tinh hỏi cô gái địa chỉ Lâm Sơn rồi đến tìm Lâm Sơn. Anh Tinh vào đánh cho Lâm Sơn một trận, đồng thời quăng hết quần áo Lâm Sơn đi. Sáng hôm sau anh Tinh đi xin việc, bán báo người ta không nhận. Đi lao động thì anh Tinh làm bằng 10 người. Làm vậy anh em chúng tôi thất nghiệp nên cũng không nhận. Vậy là đành về nhà với Lâm Sơn. Hai người tình cờ xem thông tin đại hội võ thuật. Tiền thưởng 10 triệu nhưng anh Tinh chưa nghĩ đến điều đó. Sáng hôm sau anh Tinh đưa Lâm Sơn áo quần của mình rồi cả hai đi xin việc chạy bàn. Vào chạy được một lúc thì gặp một bàn của hai đại ca đang phân chia địa bàn. Anh Tinh vô tình làm bể kế hoạch của họ. Thế là cả đám tẩn cho hai đứa một trận tơi tả. Cũng từ đây cô nàng Triệu Mẫn xuất hiện khiến anh Tinh yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Cả hai quyết định tham gia giải quyền thuật quốc tế để lấy 10 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên theo luật lệ giải đấu phải có võ đường giới thiệu mới được tham gia. Hai thanh niên đến gặp một vị sư phụ cực kỳ ba gai, ông này là Triệu Đồng trưởng môn phái Ngao Sơn. Đang lúc nghèo đói hết tiền uống bia thì có hai người vào xin học võ. Khỏi cần nói nhiều, hai tụi bay lại sư tổ rồi chính thức làm đệ tử. Triệu Đồng đưa hai phong bì rồi nói, chúng mày bỏ tiền vào đây mừng sư phụ đi. Hôm nay bài học tao dạy đầu tiên cho hai đứa mày là đi chém lộn. Tụi bay chuẩn bị cho hai đứa hai cây dao thật bén. Thế là cả nhóm dẫn nhau đi chém lộn. Trong lúc chờ đợi thì anh Tinh đau bụng nên xin đi ỉa. Lúc đó, một người đi ngang qua, ông ta là Bát Sam, trưởng môn Bát Gia Quyền. Bát Sam đi ngang nghe tiếng, biết có người mai phục mình. Cần thì nhảy ra hết đi núp làm gì cho mũi đốt. Vậy là anh em Ngao Sơn nhảy ra, lao vào chém Bát Sam. Bát Sam dùng vài chiêu đơn giản, rồi dùng cây dù chĩa vào cổ Triệu Đồng. Anh Tinh thấy có người ném bụi vào mắt Bát Sam nên hét lớn nhưng không kịp. Triệu Đồng nhân cơ hội cầm dao chém Bát Sam. Nhưng anh Tinh lao ra đến đỡ cây dao đó cho Bát Sam. Lúc đó huynh muội Triệu Mẫn đến đánh phái Ngao Sơn bỏ chạy. Thấy anh Tinh bị thương nhưng lúc nãy có cứu mạng Bát Sam nên Bát Sam đem cả hai về hội quán. Bát Sam cảm ơn anh Tinh rồi nói, sau này anh cứ ở lại đây. Lâm Sơn thì chuẩn bị một bức thư tình để tán Triệu Mẫn. Vậy là Lâm Sơn đến phòng Triệu Mẫn rồi để lại bức thư. Anh Tinh cũng vậy, anh cũng chuẩn bị một bức thư tán Triệu Mẫn. Nhưng lúc đó Triệu Mẫn đang bôi kem trong phòng nên anh trốn phía ngoài cửa, vô tình dòm Triệu Mẫn luôn. Thấy có tiếng động, Triệu Mẫn chạy ra thì phát hiện anh Tinh. Triệu Mẫn cười thầm, vậy là cô có cảm tình với anh Tinh nhà ta rồi. Lâm Sơn đang đứng đợi ở điểm hẹn như trong bức thư anh viết. Lúc đó Triệu Mẫn đi ra, sao không có anh Tinh ở đây? Rồi Triệu Mẫn đưa cho Lâm Sơn một bức thư, nhờ anh Sơn gửi bức thư này cho anh Tinh. Cô Mẫn nói, em từ khi gặp anh Sơn em có cảm giác rất an toàn, anh như anh trai của em vậy. Nhớ trao thư cho anh Tinh nhé. Đi cô gái mà bị người ta xem là anh trai, làm anh trai không chấm mút được gì hết. Lâm Sơn khóc lóc bỏ về. Hôm đó, anh Tinh đến xin sư phụ học võ. Sư phụ nói, tố chất con còn quá yếu, con không hợp học võ đâu. Anh Tinh nói cánh tay phải trời sinh rất mạnh, sư phụ hãy thử qua rồi quyết định có nhận con học võ hay không. Sư phụ nói, thiết bố Sam của ta tung hoành giang hồ mấy chục năm nay, ngươi đấm không ăn thua gì đâu. Anh Tinh nói, hay sư phụ sợ hãy để cho con thử một lần. Vậy là sư phụ đứng tấn cho anh Tinh đấm. Anh Tinh đấm một phát, sư phụ mặt rất bình tĩnh nhưng khi ông xoay mặt quay mặt đi thì úi giời đau gần chết, thật sự không chịu nổi. Vậy là sư phụ vào trong rửa mặt lấy lại bình tĩnh. Đi ra sư phụ nói, cú đấm của con còn rất yếu, con hãy về đi. Anh Tinh chạy lại và nói, con chỉ dùng 2 phần công lực, lần này con hứa sẽ dùng 100 phần công lực. Con nghĩ thiếp bố Sam của sư phụ là vô địch thiên hạ, hãy cho con đấm lần cuối. Vì vô thế nên sư phụ đồng ý, vừa đứng tấn mà mặt ông tái mét.
Anh Tinh dùng hết sức chuẩn bị đấm sư phụ thì Triệu Mẫn đến gọi cha mình. Sư phụ mừng hết lớn, chạy vội đến ôm con gái mình. Bên ngoài hội quán, người Nhật Bản đến thách đấu với Bát Gia Quyền, nhưng phía bên sư phụ không muốn gây chuyện nên nhất quyết không đánh. Vậy là hội quán Nhật Bản đem ra một tấm bảng được ghi bốn chữ Đông Á Bệnh Phu, rồi cười ngạo mạn, sỉ nhục võ quán Bát Gia. Sư huynh đẩy anh Tinh lên, vô thế nên anh Tinh đành ở lại lấy sĩ diện cho hội quán. Phía Nhật Bản cử một võ sĩ khổng lồ đấu với anh Tinh, ông ta đấm anh Tinh không trượt phát nào. Sau một lúc, anh Tinh quyết định dùng cánh tay thần lực mình đấm một phát chí mạng, khiến tên khổng lồ văng lên ngọn cây. Cả đám Nhật Bản thấy vậy liền bỏ chạy. Tối hôm đó, Lâm Sơn đến phòng Triệu Mẫn để gửi bức thư, nhưng anh nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chui vào tủ trốn. Lúc đó, sư huynh thúc mê Triệu Mẫn rồi bế cô vào giường chuẩn bị hấp diêm Triệu Mẫn. Anh Tinh tỉnh có phát hiện những bức thư của mình, thì ra lâu nay Lâm Sơn không chịu gửi thư của mình cho Triệu Mẫn. Vậy là buồn bực, anh Tinh đi ra ngoài thì phát hiện một tên trộm. Thì ra đó là anh Kiện, người mà anh Tinh tìm bấy lâu nay. Kiện nói, đâu chỉ có mình tôi, phía trên còn có một tên cướp sắc nữa. Anh Tinh nghe vậy liền chạy nhanh lên phòng Triệu Mẫn, thấy sư huynh mình đang cởi áo Triệu Mẫn. Vậy là cả ba lao vào đánh sư huynh. Nhưng lúc đó sư phụ xuất hiện, sư huynh đấm anh Tinh rồi dùng mọi thủ đoạn đổ thừa cho anh Tinh. Bác sư phụ đuổi ba người họ đi. Anh Tinh giận Lâm Sơn đã ém những lá thư tình không gửi cho cô Mẫn nên đôi bên từ mặt nhau. Anh Tinh theo tên Kiện về nơi ở của anh ta, vừa bước vào thì thấy bốn ông già đang lên kế hoạch đi cướp ngân hàng. Bàn tới lui họ đổi quyết định, tìm chỗ nhỏ hơn là tiệm vàng, thảo luận một hồi bất thành, sau cùng họ quyết định cướp tiệm gạo đầu đường. Nhưng tất cả kế hoạch đều bất thành. Anh Tinh khuyên bốn cụ nên cởi chuồng chạy rông ở mũi tiên xa, như vậy chắc chắn nổi tiếng. Lúc này thằng Kiện đề nghị dạy võ cho anh Tinh để tham gia giải quyền thuật, anh Tinh không đồng ý. Mày không muốn làm đệ tử bọn tao, nhưng bọn tao muốn làm sự phụ của mày. Thế là bốn cụ nện cho anh Tinh một trận khiến anh phải đồng ý họ làm sự phụ. Họ quyết định thành lập võ đường đặt tên là Tân Tinh Võ Môn. Công cuộc tập luyện của anh Tinh bắt đầu. Bài học đầu tiên tao dạy cho mày là thử lòng can đảm. Bốn sư phụ đưa cho anh Tinh mảnh giấy và nói mày hãy cầm tờ giấy này đi vào ngân hàng đưa cho cô gái. Mày đừng có mở giấy ra xem, nghe rõ chưa? Anh vào ngân hàng đưa tờ giấy cho một cô gái. Trong giấy viết, anh muốn lấy trinh tiết của em, cô gái bảo em mất rồi. Vậy để em giới thiệu với anh cô béo bên kia, cả ngân hàng này duy nhất cô ta còn. Vậy là anh cầm mảnh giấy qua đưa cho cô béo, cô béo cười tủm tỉm rồi lao ra để anh Tinh. Anh Tinh đọc tờ giấy mới hiểu rõ câu chuyện, vậy là anh Tinh đã vượt qua bài học lòng can đảm. Cuối cùng đại hội võ thuật cũng chính thức được bắt đầu. Trận đầu tiên anh Tinh đụng độ vị sư phụ karate, ông chú này chơi khăm anh Tinh làm anh suýt toang con chim non. Hóa ra anh Tinh còn cao tay hơn, anh dùng lại chiêu nước miếng thần trưởng kèm thêm chiêu đá trứng cút khiến ông chú thua tàn nát. Anh Tinh thắng trận đầu tiên. Trận thứ hai, sư phụ Triệu Đồng đối đầu Lưu Tinh, nể là thầy cũ nên anh Tinh nhường ba chiêu, Triệu Đồng đánh một chiêu thì quả nhiên anh Tinh không đánh trả. Triệu sư phụ tưởng bở, ai dè ăn ngay một đấm của anh Tinh gục tại chỗ. Lưu Tinh thắng trận thứ hai. Trong lúc đó, sư phụ Bát Gia Quyền và sư huynh Đình Hổ cũng đã thắng lọt vào vòng trong. Bát sư phụ tình cờ nghe được phía trong đệ tử mình nói chuyện và biết hắn chính là kẻ định hiếp dâm con gái mình. Trận đấu tiếp theo giữa Bát Sam và anh Tinh, ai thắng trận này sẽ vào chung kết với sư huynh Đình Hổ. Bát sư phụ nói với anh Tinh, ông đã biết đêm hôm đó kẻ hiếp dâm con gái ta là Đình Hổ. Anh Tinh bị đổ oan, ông khuyên anh hãy chiến thắng giành 10 triệu rồi cưới con gái ông là Triệu Mẫn. Trận đấu cũng có phần quyết liệt, những bát sư phụ đã nhường anh Tinh chiến thắng vào vòng chung kết. Biết chuyện đã bại lộ, trong lúc bát sư phụ bị thương nằm trong phòng, Đình Hổ dùng khăn bịt kín miệng sư phụ rồi giết ông ta. Lúc đó Triệu Mẫn đi vào, Đình Hổ liền đổ lỗi cho anh Tinh đã giết sư phụ trên sàn đấu. Vậy là trận chung kết giữa anh Tinh và Đình Hổ được bắt đầu. Anh Tinh thấy Đình Hổ đeo khăn tang trên tay. Đình Hổ nói, mày đã giết chết sư phụ. Anh Tinh cứ nghĩ mình đã gây ra cái chết sư phụ nên không còn muốn đánh. Nhân cơ hội, Đình Hổ đánh liên tiếp vào anh Tinh, đánh như chưa từng được đánh. Phía trong một sư đệ của Đình Hổ đã hối lỗi nói với Triệu Mẫn, chính sư huynh đã làm toàn bộ việc này. Triệu Mẫn định chạy ra ngoài thì bị anh em giữ lại. Mai lúc đó Lâm Sơn đến kịp, Lâm Sơn đứng cản nhóm người đó lại để Triệu Mẫn chạy thoát ra ngoài. Phía ngoài Đình Hổ vẫn tiếp tục đấm anh Tinh. Hắn đấm phát nào phát nấy đều chí mạng 100%. Phía dưới sư phụ sợ anh Tinh sẽ chết nên đưa chiếc khăn trắng lên để đầu hàng. Triệu Mẫn vừa đến kịp nhảy lên chụp chiếc khăn trắng đó và nói, chính ngươi, Đình Hổ đã giết chết sư phụ, thật uổng công cho ta đã nuôi ngươi từ nhỏ. Anh Tinh nghe vậy chạy đến lấy khăn lau mặt. Rồi trận đấu tiếp tục, anh Tinh tung cước đánh Đình Hổ tả tơi. Cuối cùng anh Tinh vận hết 100% công lực vào cánh tay thần lực khiến găng tay rách nát. Cú đấm tung thẳng vào Đình Hổ khiến hắn văng xa đến bảng đèn. Chiến thắng, anh Tinh gặp lại Lâm Sơn, giữa hai người xin lỗi nhau, rồi lại làm đôi bạn như ngày nào. Phim đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.